Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng bên Network Việt Nam. Như các bạn đã biết thì trong thị trường tiền điện tử hiện tại, hầu hết đều bị thâu tóm bởi những cá mập hoặc là cá voi. Họ có tiền và họ có thể thâu tóm điều tiết giá thị trường theo ý của họ. Họ cứ việc bơm xả, bơm xả và những người được hưởng lợi đó là chính họ và những chủ sàn cũng như là chủ dự án. Còn những người mà chịu nhiều thiệt thòi nhất đó vẫn là những nhà đầu tư nhỏ lẻ yếu thế, ít tiền tức là họ giàu thì càng giàu thêm còn những nhà đầu tư nghèo thì lại càng nghèo thêm như là Bitcoin chẳng hạn hiện tại nó được xem là đồng coi top ở thời điểm hiện tại nhưng cuối cùng thì nó đã đi sai đường và không thể nào trở thành đồng coi để trao đổi hàng hóa được mà nó hiện tại là mở đầu cho xu hướng bơm thổi giá để rồi hiện tại khi nhìn tất cả trên thị trường có cả trăm cả nghìn đồng coi đi theo với xe đổ của Bitcoin đó là được sinh ra, được bán ICO, được marketing quảng cáo, rồi sau khi có được một cộng đồng to lớn thì họ lại đưa lên các sàn giao dịch để rồi bơm thổi giá. Ai may mắn thì được một tí, còn những ai mà xui xẻo không biết gì thì lại mắc bẫy của những dự án này. Thật sự thì hiện tại mà kiếm một đồng côi có một hướng đi khác thật là khó, nhưng có một đồng côi khác mô tiếp với những đồng côi còn lại đó chính là b network và đây là chủ đích của ông nicolas và ông đã nhận thấy được khuyết điểm này nên ông đã lái bi theo một hướng đi khác hoàn tồn phương châm của bi đó là sự công bằng cho tất cả mọi người chứ không phải là bạn có nhiều tiền là bạn sẽ có bi không bi sẽ không như thế bạn có tiền chưa chắc bạn có được bi ví dụ hiện tại bạn đi gom bi một số lượng lớn xem có được hay không khó đấy các bạn ạ à. Mà những người tiên phong họ đã biết giá trị của bi á, đa phần họ sẽ không bao giờ bán bi với cái giá rẻ mạt như vậy và đa số họ sẽ khố một phần số bi họ đang giữ lại để tăng tốc độ khai thác trong tương lai. Vì vậy số bi đang được lưu thông trên thị trường là cực kỳ ít chứ nó không có nhiều như các bạn suy nghĩ đâu. Nhiều bạn cứ nói rằng bi đầy ra cả đấy, bi là tràn lan, ai cũng có bi thì bi lấy đâu ra mà có giá trị. Thì các bạn đang nhận định sai về bi và hiện tại thì bây giờ các bạn thử nhìn xung quanh xem có bao nhiêu người đang sở hữu bi và họ sở hữu bi được bao nhiêu tôi có thể nói rằng rất ít người đang nắm bi trong tay bởi vì họ có niềm tin ở bi họ mới nắm giữ còn họ không có niềm tin ở bi thì họ nắm giữ bi để làm gì các bạn thử nhìn xem xung quanh các bạn cha mẹ ông bà anh chị bạn bè đồng nghiệp các bạn xem có bao nhiêu người sở hữu được bi con số rất là ít luôn và đặc biệt là những đồng cô khác nó rất dễ bị thâu tóm giá vì những thông tin cũng như là thị trường trên thế giới Ví dụ như là giá dầu, giá xăng tăng hay là khủng hoảng kinh tế chẳng hạn, nó cũng sẽ tác động đến giá trị của Bitcoin. Nhưng bi thì sẽ không. Dù thế giới có vấn đề gì đi chăng nữa thì bi vẫn là bi. Như là Bitcoin, nó mà tụt giá thì những đồng khôi khác cũng sẽ bị tụt giá theo. Vì nó là giống nhau, tính chất của nó là bơm thổi giá, không có gì khác nhau cả. Còn bi thì không. Cho dù thị trường có như thế nào đi chăng nữa thì bi vẫn đứng vững. Và bi nó cho KIC là minh bạch rõ ràng nên không có chuyện cá vua cá mập thao túng được bi. Bạn muốn gom bi, bạn cũng chỉ gom được một phần nhỏ từ chợ đen mà thôi, chứ bi không có lên sàn, cho nên các bạn nói gom là gom được. Như là sàn Binance chẳng hạn, hiện tại bạn có rất nhiều tiền, bạn có thể lên sàn và gom những đồng coi khác như là Bitcoin bất cứ lúc nào chẳng hạn, với số lượng bao nhiêu cũng được vì nó là có sẵn trên sàn, còn bi thì không thể làm được điều đó. Cùng lắm là bạn chỉ gom được vài người, họ muốn ăn sỏi, họ muốn bán bi lấy tiền ngay lập tức thôi. Chứ các bạn sẽ không bao giờ gom được một số lượng lớn được, từ đó việc thao túng bi là cực kỳ khó. Và cho đến thời điểm hiện tại thì bi vẫn còn là máy nét kính, nên bi coi tim vẫn có quyền can thiệp vào số bi của các bạn đang nắm giữ. Nếu như bạn vi phạm các quy tắc của bi coi tim đề ra, và đã có rất nhiều các tài khoản thu gom bi số lượng lớn đã bị khố nên việc gom bi ở thời điểm hiện tại là cực kỳ khó và để những cá voi cá mập gom bi thì chỉ có một cách duy nhất đó là bi phải may nếp mở và điều kiện thứ hai đó là bi phải lên sàn mới có thể gom bi số lượng lớn được từ đó ta có thể nhận thấy bi rất công bằng với tất cả mọi người dù bạn giàu hay nghèo cũng có cơ hội sở hữu bi như nhau chứ không phải có tiền là có bi được bài chia sĩ của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và wow, quả wow, chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn